Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống và làm việc theo pháp luật của Đài Hà Nội. Mở đầu chương trình là những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công điện gửi lãnh đạo các sở ngành thành phố và chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình chung cư mini. Theo đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tổ chức tổng kiểm tra rà soát 100% cơ sở nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, đặc biệt là chung cư mini, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi về trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng cần hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ cơ sở khắc phục ngay các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các hành vi vi phạm dẫn đến cháy lớn, cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời báo cáo đề xuất giải pháp, biện pháp xử lý khắc phục trước ngày 30 tháng 10. Theo kế hoạch số 223 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành về rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của một số sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ cụ thể về sắp xếp tổ chức bộ máy theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy. Ủy ban nhân dân thành phố cũng tổ chức lại các trung tâm phát triển quỹ đất tại 22 trên 26 quận huyện còn quỹ đất và giải thể 4 trung tâm phát triển quỹ đất tại các quận Tây Hồ, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy không còn quỹ đất, hoàn thành xong quý 4 năm 2023 để vận hành từ tháng 1 năm 2024. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đánh giá, số người không có việc làm hưởng bảo hiểm thất nghiệp 8 tháng năm nay giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này chứng tỏ tỷ lệ lao động thất nghiệp quay trở lại với thị trường lao động đã tăng lên. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và thẩm định 57.351 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, ra quyết định hưởng cho hơn 56.000 người đủ điều kiện với số tiền hỗ trợ trên 1.500 tỷ đồng, hỗ trợ học nghề cho 615 người với số tiền là 2,7 tỷ đồng. Để giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, thúc đẩy giải quyết việc làm trong thời gian tới, năm 2023, thành phố đề ra chỉ tiêu tạo việc làm cho 162.000 người lao động. Dự báo kinh tế thành phố Hà Nội những tháng cuối năm 2023 có mức tăng trưởng tốt sẽ kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân lực. Thị trường Hà Nội, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng từ 60.000 đến 80.000 người lao động với những ngành nghề như thương mại dịch vụ, bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, theo dự thảo nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp tham gia cơ chế thử nghiệm được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về tư vấn, chuyển giao công nghệ, chính sách tín dụng xanh, trái phiếu xanh, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, chính sách đất đai. Theo đó, doanh nghiệp được hỗ trợ 50% chi phí chuyên gia tư vấn công nghệ, chuyển giao công nghệ. Dự án kinh tế tuần hoàn tham gia cơ chế thử nghiệm được nhà nước, chính quyền địa phương tư vấn giới thiệu công nghệ, hỗ trợ 50% chi phí chuyên gia tư vấn công nghệ. Đối với các dự án kinh tế tuần hoàn tham gia cơ chế thử nghiệm được nhận chuyển giao công nghệ, được nhà nước miễn thuế nhập khẩu, chuyển giao trang thiết bị công nghệ phục vụ dự án tham gia cơ chế thử nghiệm, ưu tiên thông quan hàng hóa, đồng thời nhà nước hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để thực hiện dự án kinh tế tuần hoàn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi của biên tập viên Thu Hiền cùng luật sư Phạm Thị Thu trong mục Đúng hay sai để tìm hiểu những quy định của pháp luật về chia di sản thừa kế. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay một trong những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình đó là việc chia di sản thừa kế. Đây cũng là vấn đề dễ gây tranh cãi, dẫn đến mâu thuẫn trong mỗi gia đình. Vậy chia di sản thừa kế mà không có di chúc thì sẽ được thực hiện như thế nào để đúng với quy định của pháp luật? Trong mục Đúng hay sai ngày hôm nay, chúng tôi có mời tới trường quay luật sư Phạm Thị Thu, giám đốc công ty luật số 1 Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Vâng. Xin chào biên tập viên Thu Hiền, xin kính chào khán giả đang xem truyền hình. Vâng, xin cảm ơn luật sư Phạm Thị Thu đã dành thời gian tham gia chương trình. Và bây giờ trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi muốn mời luật sư, mời khán giả theo dõi một clip tình huống sau đây. Anh Hùng và chị Hải kết hôn với nhau và có hai người con, một trai và một gái. Sau một thời gian, anh Hùng bị bệnh nặng và chết đột ngột, không để lại di chúc. Tài sản để lại gồm có ngôi nhà 2 tầng, diện tích đất 150m2 và số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng 500 triệu đồng.
Đến nay, mẹ của anh Hùng muốn chia tài sản thừa kế từ con trai, nhưng chị Hải không đồng ý, cho rằng tài sản đó là tài sản chung của vợ chồng chị, nên mẹ chồng không được nhận. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong cái tình huống vừa rồi thì chúng tôi muốn hỏi là trong những trường hợp này thì mẹ anh Hùng có được nhận tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật hay không ạ? Vâng. Trong cái trường hợp mà người để lại di sản, tức là người chết, và cái di sản này không có di chúc, thì theo quy định tại điều 650 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì cái di sản này buộc phải chia theo quy định pháp luật. Và cái việc mà chia theo quy định pháp luật thì phải tuân thủ các quy định như là về điều kiện, về thừa kế theo hàng thừa kế, và tuân thủ các cái quy định về mặt trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật nữa. Và ngoài ra thì trong cái trường hợp mà người chết không để lại di chúc như tôi đã nói thì buộc phải chia theo hàng thừa kế, chia theo pháp luật và chia theo hàng thừa kế. Vậy trong trường hợp này được xác định là hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ hoặc là chồng, thì trong cái tình huống này có thể thấy rằng là vợ anh Hùng là người được hưởng cái di sản thừa kế theo hàng thừa kế thứ nhất. Ngoài ra thì gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Và cái hàng thừa kế này được quy định tại khoản 2. Và như vậy có thể thấy rằng trong tình huống này thì mẹ anh Hùng là người được hưởng cái phần di sản thừa kế bằng cái phần di sản của con dâu của mình. Vậy thì chúng tôi muốn hỏi là mẹ anh Hùng có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình, thưa luật sư? Vâng, trong trường hợp như tôi đã nói, trong trường hợp mà không có để lại di chúc thì phải chia theo quy định pháp luật. Và trong trường hợp này thì mẹ anh Hùng cần phải thỏa thuận với những hàng thừa kế thứ nhất để phân chia cái di sản thừa kế này. Trong trường hợp mà các bên không tự thỏa thuận để phân chia cái di sản thừa kế này được thì mẹ anh Hùng có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân để yêu cầu tòa án nhân dân giải quyết cái phần di sản thừa kế mà do con trai của bà chết để lại. Xin cảm ơn phần chia sẻ của luật sư Phạm Thị Thu. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những kiến thức pháp luật về lĩnh vực này. Và sau đây như thường lệ sẽ là một câu hỏi kiến thức dành cho khán giả. A là diễn viên nổi tiếng được nhiều người biết đến qua các bộ phim truyền hình, chương trình phát sóng và nền tảng mạng xã hội trang cá nhân. Thời gian gần đây, A phát hiện nhiều trang mạng xã hội lập dưới tài khoản mang hình ảnh của mình để hoạt động nhằm quảng cáo và bán các sản phẩm mà cô không hề biết và không được sự đồng ý của cô. Vậy, việc sử dụng hình ảnh của chị A mà không được sự đồng ý của chị A có vi phạm pháp luật hay không? Chương trình Sống và Làm Việc Theo Pháp Luật hôm nay của Đài Hà Nội xin được tạm dừng. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.